Hello cả nhà, mình là Andy nè. Bữa nay mình tới cái quán Việt Nam này là Hiện Thanh nữa, lần thứ hai. Kệ mình thích ăn ở đây, nó vừa ăn với ngon, rồi với cái nhà hàng này mình cũng quen bà chủ nữa. Thì mình ghé lại đây thì cảm ơn cả nhà ăn chung với mình ha. Trở lại cái kênh của Andy ha. Thì mình ở trên Bosa với Westminster đó. Cái nhà hàng này là thì Hiện Thanh. Tiếng Việt mình không biết đọc mà mình nói đại ha, thì cái nhà thông cảm giùm nha. Giờ mình chiếu cho cái nhà hàng cho cả nhà thấy coi nữa ha. Cả nhà ơi, tiếng Việt Nam phải cái đây là Hiện Thanh không cả nhà? Hiện Thanh ở mình ăn qua một lần rồi, thì bữa nay ăn là lần thứ hai coi ăn có ngon không. Ở trong này là Hiện Thanh này phải không? Thì mình vô ha. Rồi nhà hàng. Cả nhà ơi, cái này là cái menu của Hiện Thanh nè. Và lần thứ hai nè mình ghé tới đây nè cả nhà. Thì cái địa chỉ ở đây là cái nhà hàng là Hiện Thanh Restaurant ở bên quận Cam á cả nhà. 9741 Bosa Avenue, Suite 108 Westminster Cali 92683. Số điện thoại ở đây là 657232 1863. Thì ở đây là mở thứ hai với chủ nhật 9 giờ sáng với 9 giờ tối. Thì cái menu của nhà hàng này rất là hấp dẫn, đẹp ha. Thì ở đây là cũng có nhiều món món đặc biệt này cả nhà. Đó, món đặc biệt đó. Thấy không? Rồi với ở đây nhiều món lắm. Rồi với appetizer này cả nhà. Oh, có gỏi cuốn là có đầy đủ hết, có phở nữa cả nhà, thấy không? Phở đặc biệt đó, thấy không? Rồi lật qua ở đây phở nhiều lắm. Này là hủ tiếu mì kho, hủ tiếu văn, hủ tiếu văn mì bò kho. Này bún, bún riêu rồi mấy cái đó đó. Bún riêu đó. Cái này là bún đặc biệt. Ở đây là chánh cống là cơm Việt Nam á cả nhà. Canh chua với cá cá kho. Ở đây là cơm phần nè, đó cơm nè. Đủ thứ ở cái nhà ở tiệm này ngon lắm. Tiệm này bà chủ nấu ngon lắm. Nghe không? Rồi ở đây là cũng là nước, cũng bánh canh nữa cả nhà, thấy không? Rồi cá kho nè, thấy không? Cá cánh gà chiên. Đó. Rồi ở đây là mấy cái nhiều món lắm. Ở đây cá là cái gì cũng có cả nhà ơi, đó, thấy không? Size order á, cái gì cũng có đó. Rồi ở đây là món chay nè cả nhà, món chay nè, rồi nước uống, nước uống đây là nước uống nè cả nhà, rau má hay là cái gì tráng miệng, flan nè, flan nè cả nhà, flan rau má nè, thấy không? Đó, thấy không? Thì ở đây là rất là nhiều món này cả nhà, đủ thứ món thấy không? Đó. Ok anh. Anh giới thiệu mấy cái món gì ạ? Dạ có canh bún riêu. Cái canh bún hả? Dạ. Canh bún là có ốc chấm luôn không? Dạ. Với có bún tạch à, có đậu hũ không? Dạ có. Có đậu hũ với có tôm không? Dạ tôm thì có. Tôm hả? Dạ. À, anh recommend là cái nào anh? Dạ canh bún ngon. Canh bún ngon không? Dạ. Rồi nghe nói là hủ tiếu Đông Giang ở đây cũng ngon. Dạ hủ tiếu khô ngon. Hủ tiếu khô hả? Ồ vậy hả? Mình cái này ngon không anh? Cái này là cái gì vậy? Bún đậu hũ luộc. Hả? Bún đậu hũ luộc. Bún đậu hũ luộc hả? Dạ. Không phải là thịt ba rọi hả? Dạ nó giống thịt ba rọi. Nó cũng ô nó giống thịt ba rọi. Thôi mình mà canh bún đi ha. Dạ. Mình bữa nay thử đi dạ. ha. Dạ. Ok, dạ cảm ơn.
Anh cái gì ở đây có thanh chi không? Dạ. Thanh chi có không? Không ạ. Nè cả nhà ơi, cái này là trời ơi mới ra, mới kêu ra liền cả nhà ơi, rất là ngon nha, hấp dẫn nè cả nhà. Ồ. Cái này là canh bún cả nhà, có huyết nè, có đậu hũ nè, có cá nè, thấy không? Đó, bữa nay lần đầu tiên ăn món này cả nhà ơi. Có rau muống nữa. Ở đây có miếng chanh với mắm. Cái này mắm ruốc. Đó, miếng chanh với mắm ruốc. Đó. Một ly nước. Thấy không? Ngon. Hấp dẫn á. Hello cả nhà. Mời cả nhà ha, giờ mình ăn canh bún ha. Còn giờ chưa ăn món này qua cả nhà ơi. Thì bữa nay ăn thử ha. Thì cái anh này ảnh giới thiệu cái canh bún này. Chưa ăn qua, có rau muống nè, có đậu hũ, có huyết nè, có cá nè cả nhà. Rất là nóng nha, rất là hấp dẫn nha cả nhà. Thấy không? Ồ. Rất là ngon nha, thấy đẹp quá ha cả nhà ha, thấy không, nóng nha cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà. Lần này lần đầu tiên ăn cái nhà hàng này, thứ hai cả nhà ơi, mình chạy xa lắm, mình chạy xa xuống đây ăn ha cả nhà, chạy xa lắm á. Hôm bữa thì mẹ ăn canh chua với cá kho, thì bữa nay ăn canh bún thử. Hả, miếng chanh vô, miếng chanh. Rồi ở đây là có không biết cái này là mắm gì vậy? Mắm me. Mắm me. Dạ. Mắm me không biết ăn, bỏ vô đại luôn, bỏ vô đại luôn cả nhà ơi. À. Ăn thử ha, ăn xong rồi làm cái review cho cả nhà xem ha. Giờ mình uống cái súp này thử coi có ngon không. Rồi giờ chưa ăn qua cái món này bên Mỹ á. Ở bên Mỹ 40 mấy năm rồi cả nhà mà chưa ăn qua cái món này. Mời cả nhà. Ngon. Ngon cả nhà ơi. Cũng như là bún riêu vậy đó. Từ từ ở bún riêu gì ở cả nhà. Đó, thấy không? Rất là ngon. Ở đây món gì cũng ngon cả nhà ơi. Ở đây cái gì cũng ngon á. Đó, hấp dẫn lắm cả nhà. Thấy không? Ngon lắm. Bỏ thêm cái mắm này vô nữa, bỏ thêm cái mắm re này vô nữa, thấy không? Cũng như mắm ruốc vậy mà nó không phải mắm ruốc. Cái mùi cho cái mùi ở cả nhà. Ngon. Có rau muống này, cả nhà rau muống này không? Đó. Ngon. Ngon cả nhà ơi. Cái bún riêu vậy đó. Nó có ốc nữa nè cả nhà. Ốc á. Ốc, mình khỏi ăn ốc. Nghe nói cái ốc này, nghe nói ốc là mình khỏi ăn. Mời cả nhà ha. Cái ốc nó mềm. Mềm mà thấy lạc lạc. Mời cả nhà ha. Ngon. Ngon. Cái màu á thấy là cũng đậm đậm mà không có mặn cả nhà ơi, vừa ăn. Vừa ăn. Cái mùi cũng như là mùi bún riêu, mùi ốc của cả nhà, mùi ốc đó, ngon lắm, ngon. Bún là cũng như là bún bò Huế. Ở đây là cũng có một miếng cá, coi mình cắn thử coi. Không phải cá, xin lỗi, chả cả nhà, chả cá. Chả cá ngon, chả cá rất là tươi, rất là ngon, béo nè, bún nè,
nóng hổi ngon cả nhà. Ở đây quyết nè cả nhà, quyết nè thấy không, quyết nè đó, quyết nóng nha, cắn thử ha. Cũng được, quyết cũng được, đúng không? Cũng ngon cả nhà. Đó, thấy không? Văng cầm lâm ấy. Rồi mình bỏ cái giấy này vô cho nó khỏi văng vô cái áo mình. Càng vô áo nó dơ phải không cả nhà ha? Bỏ như vậy nè, bỏ vô cái áo mình vậy nè cả nhà. Rồi nó, nếu mà nước nó, cái súc nó văng vô á, nó văng vô cái khăn nó khỏi văng vô áo. Mời cả nhà ha. Mới cắt tóc á cả nhà, mới cắt tóc này nè, mới có 5 phút là cắt tóc ở trên Garden Grove á, Westminster á, cũng gần đây nè. Mới cắt tóc xong rồi ghé vô cái tiệm này luôn, ghé vô Hiện Thanh luôn. Không, chào em cả nhà, chào em cả nhà. Mình cắt ngắn luôn thấy không? Đây có mùi bún riêu. Cái này rau muống. Ngon. Rất là ngon. Giờ mình thử cái đậu hũ này cả nhà. Đậu hũ coi có hũ không ngon không nha. Mời cả nhà ha. Đậu hũ ngon. Ngon. Béo. Mềm. Đậu hũ ngon. Béo lắm chứ nha. Ngon lắm. Cái gì cũng ngon á. Vậy mình đánh điểm cái tô này luôn, canh bún này luôn. Canh bún này 1 tới 10 á, 1 là dễ nhất, 10 là ngon nhất. Mình đánh cái tô này á là cỡ số 8. Cũng cao lắm á cả nhà, cao lắm á. Cái nước súp á nó không có mặn. Nó vừa ăn. Nó cái mùi đó cũng như là canh bún vậy đó, cái mùi cũng như bún riêu vậy á cả nhà. Đồ biển mà ngon. Mình ăn miếng chanh vô nó chua chua ngon ngon. Ngon, nóng nữa. Nóng có nguội, nóng. Thì cái tô mình đánh số 8 là cao lắm á cả nhà. Ở đây bà chủ quen mình nữa phải không? Bà chủ rất là dễ thương. Mình quảng cáo cái tiệm này mấy tháng trước một lần rồi. Bữa nay thì Ghiền nhớ lại cái quán này Hiện Thanh ở trên đường Bosa với thành phố Westminster đó. Ăn đây rất là vui, với cái nhà hàng này rất là sạch, nhỏ nhỏ chứ mà ăn ngon lắm. Cũng như là canh chua với cá kho đó. Ở đây rất là ngon nha. Cơm gia đình á, ngon. Cả nhà lại đi ăn thử đi. Nếu mà cả nhà chưa ở gần đây Garden Grove hay là ở Westminster hay là ở Irvine nữa, ghé lại đi ăn thử đi. Cũng chê đâu. Nếu mà cả nhà cũng ở dưới lot như mình vậy á, ở dưới lot á, ở dưới Rosemead vậy á, cứ ghé lại để ăn đi, ăn cơm gia đình. Rất là hấp dẫn ở đây. Ngon lắm. Service cũng good cả nhà. Rau muống ngon. Một tô này chắc 12 đồng mấy cả nhà, 12 đồng 13 đồng. Ngon, đậu hũ là ngon. Em cái nhà hàng mở bao lâu em?
Bao hôm nay mình mất bao lâu rồi? Chín năm rồi. Ok, mình quên. Dạ, yeah, cái nhà hàng này mở 9 năm rồi cả nhà. Hôm bữa mình cái video lần đầu tiên á, mình cũng nói mà bữa nay mình quên. Kể mấy tháng rồi phải không? Mà ăn ngon lắm, bà chủ ở đây dễ thương lắm. Bà chủ quen mình lại đây giúp bà chủ. À, ngon. Bật nặng miếng chanh vô á, nó chua chua ngon. Ngon không cả nhà ơi, cái nước súp á ngon. Béo, vừa ăn phải không? Ở đây có cái huyết. Hôm bữa mình ăn đó là ăn cơm, ăn cá kho với ăn canh chua. Hôm bữa nay thì một mình không ăn được hai món á, thì mình vô đây mình ăn canh bún thôi. Cái em nãy giới thiệu á thì mình giới thiệu mình ăn cũng ngon. Thơm cái mùi cua các nhà, mùi cua với rau muống này ăn ngon lắm, tươi. Cái rau muống mình nhai vô nó kêu rột rột rột, nó giòn lắm nha, tươi lắm. Cái súp này ngon. Cả nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này đi, lại ăn thử đi cả nhà, ngon lắm. Cả nhà ơi, nếu mà nãy giờ cả nhà chưa mà bấm cái chữ đăng ký subscribe với chữ đỏ và dài subscribe á, giờ bấm giùm nha, bấm giờ đăng ký cho Andy luôn ha. Bữa nay là thứ ba, bây giờ là khoảng 4:00 bên chiều ở bên quận Cam á, cái này là quận Cam Westminster ở cái nhà, thành phố là Westminster, thì cái này là quận Cam Nam Cali á, bên Mỹ á, thì cả nhà nãy giờ chưa bấm cái chữ subscribe và share cái video cho gia đình cả nhà xem với bạn bè cả nhà xem á, cả nhà giờ đăng ký cho mình luôn nha, ủng hộ mình nha, đăng ký cái chữ, bấm cái chữ đỏ subscribe, share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem ha, bạn bè cái nhà xem ha. Nóng chảy mồ hôi, nóng chảy mồ hôi cả nhà. Đó, bún ăn gần hết rồi. Ăn ngon biết ăn hết. Dở mà ăn thấy không? Là ốc mà cả nhà, ốc mềm lắm, ốc có ba miếng ốc, ba miếng đậu hũ với một miếng chả cá, một miếng huyết. Với một chút rau muống. Ăn cái này rồi có thịt bằm nữa. Ăn cũng đủ no. Cái súp này nó good. Đấy, tiệm này mở 9 năm rồi á. Người Việt Nam mình vô đây ăn canh chua với cá kho nhiều lắm cả nhà. Nếu mà cả nhà chưa ăn gia đình cơm gia đình ở đây á, lại ăn thử đi, lại ủng hộ cái tiệm này, ăn là sẽ khen á cả nhà. Mình không, xin lỗi nha, mình không có khoe nha, mình
mình không có quảng cáo nha, mà mình thích cái tiệm này á, tiệm này ăn vừa miệng mình á, vừa ăn vừa ngon. Rồi ở đây thì bà chủ thì tình cảm lắm, bà chủ tốt lắm, thành chi mình mới ghé lại ăn, ngon mình mới lại thứ hai thứ ba, nếu mà không ngon thì ăn một lần là chạy mất luôn, chạy không về trở lại đâu. Mà cái này ngon, cái này đậu hũ nè, đậu hũ này ngon nữa nha. Mỏng, đậu hũ mỏng ngon, béo. Mấy cái thịt bằm á ngon, thịt bằm ngon cả nhà. Hôm bữa mình ăn đầu tiên bà chủ đâu có tính tiền mình đâu, thì bữa nay bà chủ không có đây mình phải trả tiền. Không lấy tiền mình, hôm bữa ăn không lấy, mình trả cũng không lấy nữa. Chả cá ngon không? Nó béo, nó ngọt, nó ngon lắm, tươi. Chả cá rất là ngon. Hồi nãy giờ bún chả cá với cái nước súp này á ngon. Rau muống cũng ngon. Quýt thì ok, để quýt để hồi sáng tới giờ rồi. Nếu mà quýt mà nấu hồi sáng thì nó mềm mà nó ngon. Mà bây giờ thì 4 giờ chiều rồi, cái quýt nó hết tươi mà nó cũng ngon. Khi mình đánh điểm số 8 cao lắm cả nhà, số 8 mà cao lắm. Tôi xin lỗi, trên Google á, cái tiệm này á là 4.2 ngôi sao á, cũng ăn vô ăn nè, lần thứ hai là cũng vui, cũng vui với ăn cũng ngon. Cái nước là rất là ngon. Canh bún nó cũng như tự tử, cũng như bún riêu luôn cả nhà. Cũng ngon. Có nhà lại ăn thử đi. Ủng hộ cái nhà hàng này hiện thánh ở trên đường Bô Sa đó. Hiện thanh. Vừa đủ ăn. Ngon cái nhà. Sập banh hết rồi. Ăn ngon với ăn hết nha cả nhà. Không ngon là không ăn á. Cũng như hôm qua mình ăn buffet vậy á,
không ngon. Ăn dễ ẹt là hôm qua buffet. Hèn chi mình thích ăn đồ Việt Nam á. Mình thích ăn đồ Việt Nam. Thì mình cứ ghiền Việt Nam mà mình không có thích ăn đồ Tàu. Ăn đồ Tàu ớn rồi cả nhà. Rồi ăn xong đổ mồ hôi cả nhà ơi. Em mới cái tóc nè. Cái tóc là ghé lại đây luôn. Chưa về nhà, chưa tắm rửa gì hết á. Mặc đồ xong, sơ mi lên. Cái ghế quận Cam ở đây, Nam Cali bên Mỹ á. Thì cả nhà ở Việt Nam, với bên Đức, với bên Canada, với nước ngoài á, nếu mà chưa ủng hộ Andy, bấm cái chữ subscribe và share cái video Andy cho gia đình của nhà xem hoặc là bạn bè của nhà xem á, thì bây giờ bấm ủng hộ Andy ha. Bấm cái chữ subscribe và share cái video Andy cho gia đình của cái nhà xem nha. Ủng hộ mình ha. Nếu mà mình có nói sai cái gì cái nhà tha lỗi nha. Đừng có trách mình nha. Ngon cả nhà. Ăn chảy mồ hôi luôn. Bổ một hút vô. Cái tóc này cả nhà. Thấy không? Chai không? Cắt cho nó mát, cắt cao cho nó mát. Mà đi bữa nay thì không muốn cao quá, thì nếu mà cao quá thì giống con nít á, mình muốn để cho nó xuống, để cho mình giống người lớn, chứ mình không muốn giống nít nữa. Nếu mà nít á thì mình cắt mà ở trên này nó cao quá đó, cũng như tiếng Mỹ nó kêu bằng spike hair hay là flat top gì đó, nó không có lịch sự. Thì bây giờ mình để lần sắp tới này mình để nó dài xuống. Rồi mình thấy như giống là lịch sự hơn, giống người lớn hơn, với tóc kia giống mấy Roman với mấy nít quá. Đó là rất là ngon. Đá lạnh thì để mình uống nó ngọt nhiều quá đó cả nhà. Uống ngọt nhiều quá, bữa nay uống đá lạnh cho nó mát. Thôi, cái video này cũng dài rồi cả nhà ơi. Thì xin hẹn cái video bữa sau ha. Thì chúc cả nhà mạnh khỏe, hạnh phúc với sống dài với vui vẻ nha. Thì cả nhà nhớ ủng hộ mình, bấm cái chữ đỏ subscribe và share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem ha, ở Việt Nam với bên Canada với bên Mỹ nha, và bên Đức nha. Thì nếu mà không bấm cái chữ dài á, subscribe á, Andy bữa nay làm cái video thứ ba đó không có được một điểm nào hết đó ha. Thì nhớ nha, ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ subscribe và share cái video mình cho bạn hoặc là gia đình của cái nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà. Cheers cả nhà. Love you. Rồi, xin chào cả nhà. Hẹn video tiếp theo ha. Chào tạm biệt ha. Bye bye cả nhà. Cả nhà ơi, đây là cái nhà hàng nhỏ Thanh Hiện Thanh. Đó, nhà hàng này á nó nhỏ nhỏ thôi. Đó, có tivi nữa cả nhà. Rồi mình ăn hết rồi, mình ăn hết sập banh luôn này cả nhà. Đó. Nhỏ nhỏ vậy mà cũng đẹp. Thấy không? Đẹp. Đó, có sạch sẽ. Thôi, xin chào tạm biệt cả nhà ha. Xin chào cả nhà, mình phải bây giờ mình đi Costco. Mình đi Costco xong rồi cái mình đi về luôn. Để giờ ở bên 65 bên Mỹ á, kẹt xe dữ lắm, về tới lốt kẹt xe lắm, cả tiếng mấy mới tới nhà. Thì ở đây quận Cam mình ghé đi Costco luôn ha. Mình đi chợ xong rồi mình đi về. Chào cả nhà ha. Cả nhà nhớ ủng hộ mình, bấm cái chữ đỏ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem ở Việt Nam nha, nhất là ở Việt Nam với Canada giúp mình nha. Nhớ bấm cái chữ đỏ subscribe và share cái video mình cho gia đình của nhà xem ha, bạn bè của nhà xem nha. Bye bye, chào tạm biệt, bye bye.